Ủa nay về vườn hả em? Không. Trời ơi, đạo diễn Lộc nay về vườn có vườn kem mà bán kem nè, cà phê nè, quá tuyệt vời luôn nè. Trời ơi. Anh đi với Linh. Đó bên hông nè, Linh tới nè. Ở vườn kem đẹp không? Trời ơi. Đầy lãng mạn nha. Rồi. Đối diện Happy Land nha. Lâu đâu sao đâu, chủ nhật mà mình đi chơi xả stress không? Rồi, dễ thương ha. À, con muốn quay tròn hả? Rồi, rồi. À, con muốn quay vậy hả? Rồi, bắt đầu đã giảng là cái gì? Rồi, ok đó. Xin chụp cho em tấm hình với cháu làm kỷ niệm. À, chụp hình lúc này em rồi, vô chào chú bác lên đi nè. Đưa máy điện thoại đây, bác chụp cho. À, đưa đó. Đây nè, đó. Hai vợ chồng chủ nhật đưa con đi chơi á hả? Dạ. Đúng rồi, ở dưới quê đi về thôi là quá hay rồi. Có một nơi cho mấy đứa nhỏ nó chơi nè, học vẽ nè. Thấy không? Vừa cà phê mà vừa vẽ nè. Rồi đưa điện thoại đây chụp giùm cho. Rồi sao mai đứng đây, đứng kia đi. Cho hôm. Rồi, chụp hình lưu niệm nha. Rồi chưa nè. 2 3 nè. Đó, chụp hình lưu niệm nha. Rồi, 2, 3 chụp lại một cái nữa nè. Rồi, quá đẹp. Bác ơi, ngưỡng mộ vui vẻ nha. Hồi xưa là ba rất ngưỡng mộ. À, hồi xưa thôi, bây giờ cũng còn ngưỡng mộ vậy. Hồi xưa thôi, bây giờ cũng còn ngưỡng mộ vậy không? Dạ. Chú Linh giảng dị mà. Dạ. Ngồi đây đi con, ngồi đây cho mát. Đây có bạn cho nó chơi. Ngồi đây có bạn. À, đúng rồi.
Đây nó à, mình rắc màu vô đó. Đúng rồi, trời hay quá. Xong xong rồi lấy cái tâm kìa kìa nó ra. Ít ít thôi con, đừng có nhiều quá nó đổ. À, lấy cái tâm á. Trong này còn mà con cào nữa nè. Đây nè. Đó, cào bằng tay cũng được. Đó, cho nó ra đều hết. Đó. Rồi xong con vũ lại vô lại đó, cho nó vô đó, đừng cho rớt ra ngoài, đừng cho rớt. Cho rớt lại vô chỗ này nè, đó, cho rớt lại vô đó. Rồi đó là được màu đỏ rồi, hay không? Không, màu này màu khác. Màu trắng. Màu đỏ đi, màu đỏ luôn đi. Ủa mua cho mẹ chơi hay bé chơi vậy trời? Phải chỉ cho bé chơi chứ. Ồ, tô được rồi, cái nó dẻ mà không biết cái màu gì luôn á, tùm lum màu rồi, chết cha rồi, thành lem rồi, tắm rồi. Thank you.